Chào các em. Như vậy là chúng ta bước sang tuần thứ tư học thể dục trực tuyến và kế hoạch bài dạy thể dục lớp 7 ngày hôm nay thực hiện tiết 49-50 với nội dung là bài thể dục bật nhảy đá cầu. Giáo viên thực hiện là thầy Phạm Văn Thắng, thầy Văn Việt Ngọc Duy Hiền và cô Lê Thị Kim Mai. Nội dung bài học của ngày hôm nay: thứ nhất là bài thể dục. Chúng ta luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác với cơ. Phần thứ hai là kiểm tra bài thể dục 9 động tác với cơ. Môn thứ hai là bật nhảy. Trong nội dung bật nhảy thì phần thứ nhất là ôm chạy đà tự do, nhảy xa kiểu ngồi. Thứ hai là trò chơi nhảy vào vòng tròn tiếp sức. Thứ ba là học chạy đà trình diện, dầm nhảy co chân qua xà. Phần thứ ba trong nội dung cơ bản đó là môn đá cầu. Môn đá cầu phần thứ nhất là chúng ta ôm tấn cầu bằng đùi, tấn cầu bằng má trong, bằng chân. Tiến trình của bài dạy hôm nay thì như chúng ta học ở trường và học ở nhà các tuần trước thì chúng ta phải khởi động chung. Thì khởi động các khớp trên cơ thể gồm có cổ, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay. Và chúng ta thực hiện ít nhất là 2 lần 8 nhịp trên một động tác. Sau khi các em quay các khớp xong thì chúng ta thực hiện các động tác thể dục: tay cao, tay ngực, gập thân vặn mình, ép ngang, ép dọc. Và chúng ta thực hiện ít nhất là 2 lần 8 nhịp trên một động tác. Sau khi khởi động chung xong thì chúng ta chuyển qua khởi động chuyên môn. Thì gồm có 3 động tác, đó là chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Và nếu những em nào mà có sân bài thì chúng ta thực hiện ít nhất là 2 lần với cự ly là 10 mét thì chúng ta di chuyển. Nhưng nếu mà đối với những em không có sân bài mà chúng ta tập ở sân nhỏ thì chúng ta chạy tại chỗ, lúc đầu chậm sau đó dần nhân lên, và chúng ta thực hiện là từ 45 giây đến 1 phút và chúng ta nghỉ giữa quãng là 1 phút, sau đó thực hiện tiếp. Và một nội dung động tác thì chúng ta chạy 3 lần. Như vậy là 3 động tác chúng ta thực hiện 9 lần. Sau khi khởi động xong thì chúng ta chuyển qua phần cơ bản. Bài cơ bản thì chúng ta ôm 9 động tác đã học. Thì gồm có động tác thứ nhất là động tác phương thở, các em nhìn trên màn hình thì các em. Thứ hai là động tác tay. Thứ ba là động tác chân. Thứ tư là động tác lườn. Thứ năm là động tác bụng. Thứ sáu là động tác phối hợp. Thứ bảy là động tác thăng bằng. Thứ tám là động tác nhảy. Thứ chín là động tác điều hòa. Thì mỗi động tác này các em thực hiện ít nhất là 3 lần 8 nhịp trên một động tác, và yêu cầu là chúng ta thực hiện một cách tích cực và chú ý kỹ thuật của từng động tác. Thì trong kỹ thuật của động tác là các em phải chú ý về biên độ nhịp điệu của 9 động tác và tập các động tác một cách thuần thục, đúng, đều, đẹp, và để trở thành cái kỹ năng của động tác. Và sau khi mà chúng ta đã ôn nhuần nhuyễn xong thì đúng theo cái phân phối dễ, chương trình, tức là kế hoạch của dạy học, thì đến phần này nếu chúng ta ở trường thì sẽ là kiểm tra bài phát triển thể dục chung với cơ. Nhưng mà nếu mà các em thực hiện ở nhà thì các em phải cố gắng
là tập một cách thuần thục của kỹ thuật từng động tác. Và thầy cũng giới thiệu về nội dung kiểm tra của bài thể dục phát triển chung với cơ. Thì nếu ở trường thì kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt là từ 3 đến 5 học sinh dưới sự điều khiển của giáo viên. Và học sinh tham gia kiểm tra một lần mà mỗi động tác là 2 lần 8 nhịp. Và trong cái trường hợp đặc biệt thì giáo viên có thể cho kiểm tra lần 2. Và cách đánh giá cho điểm như sau. Thì tùy theo cái mức độ thực hiện động tác của từng học sinh thì loại đạt. Muốn thực hiện được loại đạt thì chúng ta phải hoàn thiện cả 9 động tác của bài đều và đẹp, thực hiện đúng cả 9 động tác nhưng chưa đúng kỹ thuật lắm. Và cái thứ ba là có 1 đến 2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác. Và loại chưa đạt là có 3 động tác tập sai trở lên. Và các em có thể là tự kiểm tra nhiều lần ở nhà để chúng ta có thể là thực hiện đúng cái yêu cầu kỹ thuật và kỹ năng của cái bài thể dục này. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua bậc nhảy. Thì bậc nhảy phần thứ nhất là chúng ta ôm đà, chạy đà tự do, nhảy xa. Và nếu mà chúng ta có hồ cát và hoặc là có nệm thì chúng ta thực hiện ít nhất là từ 3 đến 4 lần nhảy. Và thầy cũng nhắc các em là trên màn hình á, là các em nhìn trên màn hình thì từ 1 cho đến 7 là đây là những cái động tác kỹ thuật từ khi bắt đầu dầm nhảy cho đến khi tiếp đất. Và với cái động tác kỹ thuật này á thì chúng ta đã thực hiện ở tuần thứ 3 và thầy đã phân tích động tác này rồi. Bây giờ thầy chỉ nhắc lại các em có thể là chú ý về cái phần là dầm, đặt chân dầm và dầm nhảy trên ván dầm để đúng với là kỹ thuật khi chúng ta tận dụng được cái sức mạnh của chân, đồng thời không phạm nội quy. Nếu các em vi phạm nội quy thì khi kiểm tra thì thành tích đó không được tính. Tiếp theo là chúng ta thực hiện trò chơi nhảy vào vòng tròn tiếp sức. Thì các em nhìn lên màn hình thì đây là cái hình ảnh minh họa. Thì cách chuẩn bị là các em là chuẩn bị từ 2 đến 4 dải vòng tròn cách nhau 1 mét, và mỗi vòng tròn có đường kính là 0,4 mét. Và nếu các em tập với nhiều người thì các em có thể là chia thành nhiều nhóm và mỗi nhóm là đứng cách nhau từ 1,5 đến 2 mét. Thì khi thực hiện cái trò chơi này thì yêu cầu là các em phải nắm được luật chơi và thực hiện một cách nghiêm túc với tinh thần nhiệt tình, hòa nhã, có tính kỷ luật và đồng đội cao. Và mục đích của trò chơi này là rèn luyện cái sức mạnh cơ đùi cho các em để các em có thể là thực hiện cái bộ môn bậc nhảy nhảy xa đạt được cái thành tích cao nhất. Và trong cái phần này thì chúng ta có học mới, đó là chạy đà chính diện, dập nhảy co chân qua xà. Thì các em nhìn trên màn hình ở đây là có 3 hình đang nhảy qua xà. Thì đối với những em nào mà có sân bài thì chúng ta chuẩn bị là đứng vuông góc với xà và cách điểm dầm nhảy khoảng từ 3, 5, 7 bước đà. Thì cách đo đà thì thầy đã nhắc ở tuần trước rồi. Và cái điểm dầm nhảy
thì cách xa khoảng một cẳng tay. Thì điểm nhấp nhảy là các em có thể tới đo và chúng ta đánh dấu. Về động tác thì chạy đà một cách tự nhiên, sau đó là chúng ta đặt chân vào điểm dầm nhảy, rồi dầm mạnh chân phối hợp với chân kia đã lăn lên cao về trước, hai tay đánh nâng người lên, tiếp theo co chân dầm nhảy và hơi ngả thân trên về trước để bay qua xà. Và khi này á là chúng ta đặt xà cao từ 0,4 đến 0,5 mét, và khi đó trông như là đang ngồi xổm. Sau đó đưa tiếp chân dầm nhảy về với chân đà lăn, rồi cả hai chân cùng rơi xuống chạm cát hoặc là chạm nệm. Khi mà chúng ta tiếp đất thì có hai chân để giảm chấn thương và vươn hai tay tự nhiên để thăng bằng cơ thể. Thì đối với cái chạy đà và dầm nhảy đà lăn này thì yêu cầu các em thực hiện ít nhất là từ 3 đến 5 lần. Sau khi thực hiện xong thì phần tiếp theo đó là môn đá cầu. Thì như tuần trước thì chúng ta ôn tân cầu bằng đùi và tân cầu bằng má trong bằng chân. Thì với mỗi cái động tác tân cầu này thì chúng ta thực hiện ít nhất là từ 5 đến 10 phút. Và khi tân thì chúng ta cố gắng là đạt 10 cái đối với nữ và 15 cái đối với nam. Và khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta có thể là thực hiện bằng hai chân, thực hiện tấn cầu bằng hai chân. Và thầy cũng xin nhắc các em rằng á là đối với á là tấn cầu bằng má trong bàn chân thì đây là một kỹ thuật tương đối khó, do vậy đòi hỏi các em phải chuyên cần tập luyện thì cái đó chúng ta mới đạt được yêu cầu. Sau khi mà chúng ta tấn cầu xong thì cũng như là chúng ta học ở trường cũng như trong tất cả các buổi học ở nhà thì các em phải thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đi lại nhẹ nhàng, rũ tay, rũ chân, lắc cơ đùi, vân vân. Và thầy nhắc các em là khi tập ở nhà, nếu mà chúng ta có nhiều bạn cùng chung để tập thì các em tập là với cái tinh thần tốt hơn. Nhưng nếu mà chúng ta tập một mình thì các em cố gắng là tập đúng khối lượng, tập đúng cái yêu cầu mà thầy hướng dẫn để các em có thể thực hiện được tất cả các kỹ thuật động tác của các môn mà thầy đề ra. Chúc các em cố gắng thành công. Chào tạm biệt.